Xin chào mọi người. Như mọi người cũng biết thì dịch corona đang rất là nguy hiểm. Vậy thì mọi người đã có những biện pháp phòng chống dịch chưa? Nếu chưa thì hãy cùng theo mình đi tìm hiểu một số biện pháp mà đội mình đang áp dụng. Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất đó là mọi người phải hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc ở những nơi đông người, đặc biệt là những nơi công cộng. Thôi, coi như mình hy sinh vào mùa dịch bệnh với mọi người nha. Điều thứ hai và cũng là điều quan trọng không kém đâu nha, là nhớ bịt khẩu trang trước khi bước chân ra khỏi cửa nhà. Ở thời điểm này thì nhớ là phải trang bị bình nước cá nhân nhé mọi người ơi. Câu lạc bộ mình ý, thì thường xuyên là lau và lo ở những nơi dễ tiếp xúc, ví dụ như là cánh cửa này, cầu thang máy, cầu thang bộ, rồi là xịt clo. Cho dù đến mùi clo thì nó không dễ chịu một chút nào, nhưng mà theo như mình được biết thì nó kháng khuẩn và diệt khuẩn cực kỳ tốt, nên là thôi chịu khó. Ví dụ như là đây này, đây là cái bình xịt clo của nhà mình. Thực ra cái này không phải là nhiệm vụ của mình mà là của các cô quân y cũng như là các em vệ binh thôi. Nhưng mà mình muốn mang ra đây để cho mọi người dễ hình dung và dễ hiểu hơn. Hey, mọi người biết đây là gì không? Đây là quả bổ kết. Theo như mình được biết thì quả bổ kết này có tác dụng là kháng khuẩn này, rồi hút ẩm này rất là tốt. Và đặc biệt là sau khi mọi người xịt clo xong ấy thì cái mùi rất là kinh khủng, mà mọi người đốt cái này lên thì nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Nếu mà được thì mọi người hãy đốt trong gia đình mình mỗi ngày một quả bổ kết này nha. Nhớ đo và kiểm tra nhiệt độ thường xuyên nhé. Đây, để mình đo thử cho người anh nè. Ôi thôi chết rồi người anh ơi. Mày 36 độ người anh ơi, mày bình thường rồi. Và một điều ấy cũng quan trọng không kém đâu, đó là mọi người nhớ là phải rửa tay bằng nước rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Nhớ nha, phải rửa tay thật kỹ. Nghe nha. Hiện thì đang trong nhà ăn thì mình cũng muốn nhắc nhở mọi người một tí, đó là nhất là trong cái thời điểm dịch này thì nhớ là ăn uống phải lưu ý ăn chín uống sôi để đảm bảo vệ sinh và đảm bảo sức khỏe cho mình cũng như gia đình nhé. Bây giờ là điều cuối cùng, là điều siêu dễ nhưng mà là siêu siêu quan trọng, đó là nhớ dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, đảm bảo chỗ ở của mình phải thật sự sạch sẽ thì dịch nó mới không đến gần chúng ta được, thưa mọi người. Manh nhỏ cho mọi người nhá, bà nhà bà bị bệnh sạch sẽ đấy, nên là mình ở với bà ấy mình bị mắc bệnh sạch sẽ theo rồi. Mình vừa mới manh nhỏ cho mọi người một số biện pháp mà đội mình đang áp dụng để phòng chống dịch corona. Vậy thì mọi người xem nếu mà thấy hữu ích thì hãy áp dụng cho mình cũng như là gia đình mình. Còn nếu mà thấy mình thiếu sót gì thì nhớ comment ở phía dưới cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Nhớ là like video cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nha. Bây giờ bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở những tập sau. Bye bye.